Xong việc rồi chạy về mà nắng quá nên kiếm một cái rừng cây đâu đó bên gần khu Minh Đạm vào đây ngồi cho nó mát. Rồi sẵn dịp mình nói sơ qua về chiếc xe của mình, có một số bạn cũng 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 quan tâm, cũng hỏi mình nói về một số cái điểm trên xe của mình đó. Nói giờ mình đi xe nhiều xe mà mình không có review xe. Hôm nay sẵn dịp mình đang ngồi nghỉ cũng không biết làm gì thì review cho mọi người xem ha. Về tổng thể thì chiếc xe mình nó như thế này. Rừng cây đẹp quá. Đây là cái đường vào thiền viện Trúc Lâm ở Bà Rịa. Thì bạn nào chưa biết thì đi đi cái hướng Long Hải đi lên chút chút xíu á, thì chưa tới khu đường vào Minh Đạm, khu khu di tích Minh Đạm á, thì nó sẽ có một cái đường đi vào thiền viện Trúc Lâm. Ngoài đây thì nó yên tĩnh nên mình nghỉ mệt, cũng đang có hứng thú nói về chiếc xe mình chút xíu. Rồi về tổng thể thì chiếc xe mình nó như thế này. Để mình nói từ từ trên với từ cho nó đã quên. Cũng như lần trước mình nói thì chiếc xe mình chủ yếu là mình làm những cái chi tiết mình quan tâm đến cái khả năng và tiện dụng trong vận hành, nó cải thiện cái được cái thao tác của mình. Rồi cái thứ hai quan trọng nữa là đó là cái phải đảm bảo cái tính an toàn. Xong rồi cái nhu cầu sau cùng, nếu như mà có điều kiện mà thích thì cho nó đẹp thì mình cái ưu tiên đẹp thì nó cũng không có phải là trọng tâm, nhưng mà nếu như mà anh em trong hội chơi mà chia lại mấy cái món nào mà nó đẹp mà nó tốt thì mình cứ đưa lên chiếc xe mình cho nó nhìn cho nó đẹp ha. Giờ mình nói từ đầu đi, thì chơi scrambler thì chắc bác nào cũng đầu tiên sẽ trang bị cho mình một cái bộ bảo vệ. Thì xe mình thì mình dùng đồ bảo vệ của Evotech, cái lưới bảo vệ trái đèn Evotech, rồi chống chống nổ phụt trước cũng như Evotech, bảo vệ heo dầu Evotech. Và cái bảo vệ phụt sau Evotech luôn. Riêng cái chỗ bảo vệ nha thân máy á, thì mình không có dùng của Evotech. Tại mình thấy cái Evotech nó hơi nhỏ đối với lại cái vị trí này, cho nên là mình lấy của Diabo lắp vào cho nó chắc chắn. Rồi xe mình là bản Icon ha, nhưng mà mình
mình không thích tại nấm ghi đông của Icon với nó cao quá, nhìn nó không có, nhìn nó yếu. Nên mình chuyển sang cái bộ cùm với lại cái ghi đông của Phototor. Tuy nhiên là sau một thời gian mình đi thì mình thấy cái Phototor nó đi xa thì rất là ok, nhưng mà do cái tay lái của nó quá rộng, chiều dài cái ghi đông của nó hơn 8 tấc đó. Cho nên là nó hay bị hạn chế trong cái thao tác mà bẻ lái, chạy xe nó không lên xe á. Đi trong thành phố thì nó dễ vướng lắm, tại vì đường xá chật chội mà cái ghi đông thì nó quá quá rộng. Cho nên đó là mình chuyển sang cái ghi đông Prisma. Prisma thì nó đẹp, nó hẹp hơn, góc cái góc lái nó rộng hơn, nên mình thao tác rất là dễ, chạy xe nó lăn xe lắm. Tuy nhiên là một cái nhược điểm của cái ghi đông Prisma thì nó thấp, nên là ai mà thích mà dáng ngồi chòm nhiều á, kiểu mà cà phê Razor á, thì đi cái ghi đông Prisma nó sẽ là một cái điểm rất là lợi thế, lăn xe và nó đúng như cái thế mình ngồi. Tuy nhiên mình thì bây giờ mình không có chơi sport nữa, mình chuyển chơi dòng này rồi, thì mình thích sự thoải mái, cho nên cái Rizoma thì nó giải quyết được chuyện cái góc, cái độ rộng của ghi đông nó hẹp hơn, đánh lái nó dễ hơn, chạy trong phố nó lanh xe hơn. Nên là mình giải quyết được cái vấn đề mà ghi đông nó thấp á, thì mình vẫn đi cái cầm ghi đông là của Phototor. Nhưng mà mình gắn thêm cái cầm nâng ghi đông. Cầm nâng ghi đông là của Rock. Anh em mà chơi cầm nâng ghi đông thì đa số là biết cái này ha, nhựa Rock rất là nổi tiếng của cái phụ kiện này. Thì hôm nay là mình test luôn cái, sau khi mình gắn đổ qua cái ghi đông này và cái cùm nâng ghi đông này, mình đi đường từ Sài Gòn ra Vũng Tàu thì đi rất là thoải mái và đúng ý luôn, vừa thoải mái mà góc lái nó lăn xe nữa đó. Thì về cái ghi đông nó là như vậy. Mấy cái gù lái với lại cái tao tay lái thì không có vấn đề gì đâu. Không có vấn đề gì để nói ha. Ở đây thì mình có trang bị một cái phụ kiện quát lóc để mà gắn điện thoại. Thì cái phụ kiện này thì rất là nhiều hãng anh em review rất là nhiều. Nhưng mà mình xài cái hiệu này thì mình thấy nó tương đối là đơn giản, đẹp và chắc. Nhìn nó cũng ngầu nữa. Nhưng mà cái của mình thì mình có trang bị thêm cái đồ chống rung. Tại như anh em chơi và biết gắn cái này thì nó rung nó lắc dữ lắm, mà nếu mà nó cứng á, nó không có cái độ rung á, thì nó lâu ngày cái điện thoại mình nó sẽ xuống, tại vì nó quá cứng mà nó không có triệt tiêu được cái rung động của cái ghi đông á. Nên là có cái phụ kiện này vào thì nó giải quyết được cái chuyện rung, thì cái điện thoại mình nó đỡ bị chấn động trong những cái linh kiện bên trong á, thì nó sẽ tốt hơn. Ở đây mình trang bị thêm một cái đồ báo Axis Club. Cái này mình mới trang bị vào đây, trước đây mình xài cái của Tigo, nó liên vô cái điện thoại, nhưng mà điện thoại mình xài dẫn đường rồi, cho nên mình để tiết kiệm pin thì mình xài cái này riêng để cho nó đỡ pin, với lại điện thoại thì báo về điện thoại thì nó không có real time, có nghĩa là mình không có coi liên tục được như cái này. Thì nó cũng tiện mà nó ít tốn pin. Rồi cái kính hậu thì mình không thích gắn ở phía trên, tại vì mình thích cái dáng tay lái nó thấp, nên là mình để kính phía dưới, nhìn cái xe
nó góc cạnh hơn và nó hầm hố hơn. Ở đây thì mình trang bị trợ lực cổ Olin, lần trước mình nói rồi, cần cần cái gì nữa thì cái phục sau mình trang bị, phục sau là phục Matrix. Matrix thì nó có 3 điểm để mình chỉnh cái tinh chỉnh cái thông số của phục. Thì ở cái nắm tay này á, thì mình chỉnh cái độ cứng của lò xo. Vì mình đi trong phố á, thì mình để mềm hay đi cho nó nhẹ nhàng, mà mình đi xa thì mình, hoặc là mình chở nặng thì mình tăng lên 2-3 nấc gì đó cho lò xo nó cứng lại, vào cua nó sẽ tự tin hơn. Cái điểm thứ hai là điểm chỉnh rebound. Rebound là cái độ hồi của lò xo để nó không có giảm sốc á, khi mà nó nén xuống rồi nó bung trở ra thì nó bung từ từ cho nó không có những cái bật cái gì nó sốc, nó làm khó, cảm giác khó chịu. Đây là điểm ba, và đây là một cái điểm chỉnh thứ ba, là cái này thường anh em nào chạy cắt á thì mới chỉnh, nhưng mình không có chạy cắt thì mình không có chỉnh cái này, để nguyên thông số mặc định. Và đó là cái này. Còn mấy cái phụ kiện này thì phụ kiện để mình gắn cái túi hông thôi. Rồi qua bên này, thì mình thích cái dáng này, là cái tiếng ấm trầm, nó không có mất hơi, xe mình không có mát nha. Mình ít có đụng chạm vô mấy cái điện để nguyên đa nguyên kiện của nó, mình không có đụng vô nên là mình không có mát. Mà không có mát thì mình nên đi full system, người ta đã thiết kế sẵn cho xe rồi, không có phải lăn tăn. Mình không có tháo ống tiêu ra tại vì mình thích cái tiếng nổ ấm trầm, không cần phải mát thì mình nên để tiêu để cho nó giữ được cái hơi, nó không có mất công suất. Muốn bù lại công suất thì lại phải mát, nếu mình tháo tiêu ra, cho nên là mình không có chơi mát thì mình không có tháo tiêu. Rồi, cơ bản là có mấy món là như vậy. Trong này xem mình không có gì đắt giá hết trơn á, nó chỉ có nó an toàn, nó tăng được cái hiệu suất sử dụng. Rồi chắc là sơ sơ là cái chiếc xe mà nó gắn bó với mình cũng tương đối lâu. Anh em nào có thắc mắc thêm cái gì thì comment bên dưới ha. Phi sẵn về Sài Gòn kiếm chỗ ăn trưa, đói quá.
mé bên này á ít có chốt hơn là mé bên Hồ Tràm. Thế là mình thấy mấy anh em đi Hồ Tràm mà bị gặp chốt hoài luôn. Đi mấy lúc mà nắng như vậy thấy quý mấy cái cây mà to mà bị đốn, kiếm bóng mát ra. Chiếc xe cà khịa kiểu như là muốn khích đua hay là chơi con khói lớn mà chạy chậm á. Mình thấy mình cũng mắc cười. À,
hình như là trong mấy anh em đó trong cuộc đời là ngoài chạy nhanh không có cái gì quan trọng hơn hay sao. Vừa rồi thì mình thấy cũng nhiều YouTuber làm mấy cái clip mà chạy chứng minh cho anh em chạy xe thấy tốc độ của mình, kiểu đi từ Nam ra Bắc bao nhiêu phút, rồi đi ra Vũng Tàu bao nhiêu phút, rất là nhiều những cái clip như vậy. Thực sự thì mình không có phê phán cái cách chơi, tại cái đó như mình nói lần trước đó, thì nó cũng là thuộc về quan điểm chơi thôi. Ai có khả năng gì thì chơi cho nó thỏa mãn cái nhu cầu của mình. Tuy nhiên là như mình nói, mình chơi thì nó cũng có chừng có mực, tại vì cuộc đời mình nó còn nhiều thứ quan trọng hơn mà, đâu phải chỉ có chơi không đâu. Cho nên nó là mình đừng có đánh đổi hoặc là cổ suý cho những người khác học tập theo, mặc dù là có thể là các bác nói là không có, tôi chơi như vậy thôi, ai thích thì coi, không thích thì đừng có bắt chước. Nhưng mà nếu mà nói là mình không có nhu cầu khoe cái thành tích của mình thì mình đăng những cái clip làm về chạy tốc độ đó thì để làm cái gì? Không có nhu cầu chứng minh bản thân thì mình làm clip để làm cái gì? Mình cứ chạy chơi thôi chứ mắc gì phải quay rồi đưa lên YouTube cho mọi người xem. Thật sự thì nó là cái thói quen nên mình không có phê phán. Tuy nhiên là mình phải hiểu như thế này, thực sự là cái số thiếu niên mà không có điều kiện chơi với phân khối lớn, hoặc là có điều kiện chơi phân khối lớn nhưng lại không có được kiến thức cơ bản, không có chịu học những cái người chơi có kinh nghiệm để mình chơi sao cho nó an toàn, thì những cái clip đó thì nó dễ bị kích động lắm, rất là dễ bị kích động, rất là nhanh thành idol cho một bộ phận thanh thiếu niên. Nhưng mà thực sự là mình đang hướng đến một cái thói quen chơi xe nó đầy rủi ro và thiếu an toàn cho bản thân cũng như là những người tham gia giao thông khác. Có thể là mọi người nghĩ nó là cái thú vui và chơi mạo hiểm, bên nước ngoài người ta chơi mạo hiểm còn ghê hơn mình nữa, chứ không phải có chạy xe bao nhiêu phút. Tuy nhiên là cái mạo hiểm đó, nếu mà mình để ý kỹ á, người ta chơi ví dụ như leo núi nè, ta nhảy dù, nhảy từ cái tòa tháp khá cao nè, thì đa số những cái bộ môn đó họ chơi thì mình để ý đi, họ chơi nếu chưa có xảy ra trục trặc cái bất trắc gì đó thì cá nhân họ chịu thôi, không có làm ảnh hưởng gì đến sức khỏe và an toàn của người khác hết, họ chơi họ chịu. Còn mình á thì mình á lại đem cái suy nghĩ đó đi ra nơi công cộng để mình show, thì mình thấy việc đó là nó không có hợp lý. Vì bản thân của anh chị có thể là chạy xe rất là tốt nên không sao hết, nhưng mà những người xem clip á, những người xem clip của mình á, người ta không có được những cái kỹ năng như mình, nhưng họ bị lôi cuốn theo những cái hành vi trong các clip á, thì dẫn đến bắt chước mà lại
không có được tập tành, không có được học cơ bản căn bản về kỹ thuật chạy xe, cho nên là mình đang vô tình đưa họ vào những cái tình huống rất là nguy hiểm cho bản thân họ cũng như là những người thân cũng như là những người xung quanh. Cái việc mà mình chạy, ví dụ mình chạy từ Nam ra Bắc đó, nó là ví dụ một số thú vui hoặc là chứng minh thể hiện hay là muốn chia sẻ cái trải nghiệm cá nhân thì mình cứ chia sẻ bình thường. Tuy nhiên mình không có, thay vì mình đặt mục tiêu là chạy từ Nam ra Bắc bao nhiêu phút đó, hoặc là từ Sài Gòn ra Vũng Tàu bao nhiêu phút đó, thì mình có thể chia sẻ nhiều chủ đề khác, rất là nhiều cái chủ đề đó mình có thể chia sẻ. Nhưng mà mình muốn đi theo cái hướng là lôi kéo một bộ phận không nhỏ thiếu niên bắt chước để mình nhanh trở thành idol. Thì cái cách để nhanh trở thành idol như vậy nó không có hay, nó ảnh hưởng đến rất là nhiều đối lại cái lớp thanh thiếu niên. Họ không biết cái nào tốt hay cái nào đúng, cái nào là sai, hoặc là thậm chí những cái gì mà nó hợp lý với người ta nhưng không hợp lý với mình, anh em không có phân biệt được. Nên là bắt chước một cách mù quáng á. Thì những cái clip như vậy thì vừa rồi thì mình thấy là YouTube có một cái đợt mà sàng lọc những cái clip trên kênh YouTube á, mình thấy cái đó là họ làm đúng đó, được. Vì như vậy á, thì nó đỡ những cái clip mà nó không có mang lại cái giá trị gì, nó chỉ thuần túy về câu like, câu view thôi. Nó không đem lại một cái giá trị hay một cái thông điệp gì đó trong cái clip. Nó lại chiếm tài nguyên của hệ thống YouTube thì rất là lãng phí. Mình thấy là YouTube cũng nên có những nhiều hơn những cái lần để mà rà soát những cái kênh mà nó tương tự như vậy để mạnh hóa cái phương tiện giải trí. Xử lý vừa thắng máy vừa thắng trước, mình không có tập quen, không tập thành phản xạ thì khó lắm. Công nghệ nó giải quyết được một phần cho mình cho nó nhẹ nhàng hơn, nhưng mà cơ bản là mình vẫn phải tập cái thói quen chạy xe nó an toàn. Có nhiều anh em, ví dụ như anh em hơi bị cực đoan, nói chạy xe mà thắng ABS để làm những gì, mất cảm giác lái, cảm giác chạy nha. Rồi có những cái suy nghĩ khác thì có ABS nó lo rồi, mình đâu còn thoải mái đi, đừng có lo. Hai cái quan điểm nó rất là cực đoan. Nó là cái công nghệ nó càng ngày nó càng tân tiến hơn, nó giúp cho xe nó an toàn hơn, thao tác nó đỡ phức tạp hơn. Để có nhớ những người ta chỉ cần tí chạy xe thôi, người ta không có suy nghĩ là phải tập những cái kỹ năng gì nó quá phức tạp đó, thì những cái công nghệ đó nó trợ giúp được. Nên là cái công nghệ nó không có lỗi gì hết.
Còn những người là quá tự tin vào công nghệ để cho rằng là mình chạy thoải mái đi, công nghệ nó lo rồi, thì cái đó nó cũng rất là mạo hiểm. Nói chung là mình tính mạng mình là mình quyết định, mình không có giao hết, phó thác hết cho những cái gì mà nó có kiểm soát được ha. ABS, ABS chứ khùng khùng nó không có, chức năng nó không có hoạt động thì làm sao? Hoặc là nó hoạt động nhưng nó không có chính xác. Cho nên là công nghệ gì công nghệ thì mình cũng phải có thời gian thì mình vẫn phải nên tập những kỹ năng chạy xe an toàn. Hoặc là những bạn cứ nói là thắng số, nếu ai thắng số được cái cứ nói về thắng số quá trời quá đất luôn, thần thánh hóa cái chuyện thắng số, rồi cái gì cũng dùng số, chạy bình thường cũng dùng số, chạy bình thường cũng dùng số để đạt được một cái level. Ra là dùng số nó có rất có hại cho cái bộ ly hợp, bởi vì mình dùng cái sức ì của máy để mình hãm tua máy lại thì cái bộ ly hợp nó hoạt động nhiều hơn. Nên là mình chạy làm sao á, chạy nhanh cỡ nào cỡ, nhưng mà làm sao để mình không phải thắng gấp, đó mới là cách chạy mà nó an toàn nhất. Nhưng mà mình không có để mình vào cái thế gấp mà ngoài dự kiến quá nhiều. Trên một hành trình đi thì dĩ nhiên nó cũng có những hoa ngọt, nhưng mà đừng có để quá nhiều. Nếu mình chủ động mình giảm tốc từ xa thì đâu có việc gì phải dồn số để làm gì. Mình đi đèo dốc thì mình dùng vòng tua máy để mình hẹp, thay vì mình xài thắng thì cái đó thì nó khác. Còn đi đường bằng như thế này thì việc gì mà cứ gì cũng dồn số, cạch nghe cho nó giống như là rất là pro mà nó hại em, mà đôi khi làm không đúng nguồn dễ té nữa. Đó là những cái kỹ thuật để dùng trong những cái tình huống mà nó quá gấp rồi, nó không còn cái giải pháp nào tốt hơn thì, nhưng mà phải luyện đến cái mức mà nó thành sẵn xạ luôn, chứ không phải là lúc đó rồi mới suy nghĩ là dịch dùng số hay là dùng thắng, nó thành sẵn xạ rồi. Mà nhiều anh em mới chơi mà được xem mấy clip mà thầy kỹ năng dùng số này kia đó, thường hay bị cái tâm lý chạy trên đường là suy nghĩ là dùng số hay là thắng. Cho nên là cái gì gặp tình huống nào cũng dùng số. Nhiều khi anh em thần thánh hóa rồi đâm ra là nghĩ là dồn số là cái kỹ thuật để thay thế cho thắng luôn, nếu mà thắng không xài thì dồn số luôn.